Dạ vô rồi. Đã màn hình chưa? Đã rồi. Chỉnh cái nào anh? Chỉnh cái nào? Đấy. Ủa em tới giòn, còn ngủ. Ok map rồi. Mình chỉ cái mày melee nó thì mình chặn cọc làm khỉ gì, mà giờ nó phát thì sao đánh? Về chưa? Về cái đã.
em về. Lát đây bên lát nữa tôi đang đánh rồi. Bên lừa hay lại có biết nó lát sau em mấy giây hơn em nhìn cái lát của em này để em tính đó. Con đi nó là Đức không có chơi gì. Nó em gọi hỏi bảo nó bảo là xe không có cho đủ xe cho mấy người đó kêu à. Nên em đưa tiền cho rớn rồi. Nãy mít lát luôn có tính rồi. Mít lát nào? Lát bằng em đó. Không nhớ luôn trời.
em lát nó đi. Lúc đi ra tính lát gì cái nhỏ mày xăm theo coi. Cái con. Dạ. Xăm theo chưa? Rồi. Em mày bỏ cua lên chợ có cái gì luôn cái độ rồi cho người ăn cua sao? Dạ. Về sao được? Tính đâu đi. Chào. Lúc nãy thằng sắp lát dưới nè, tính giờ. Nãy em chạy ra mới tính đồng. Bình nó biết rồi. Quên phải cả tính. Coi em biết chi sao, sao nó biết. Tính cho bò em đánh cho dễ mà. Chứ em biết là nó được mà.
Cờ bói cho tiền những người đánh xong không về. Lâu em kè, lâu em nãy giờ đâu ăn đâu. Qua cúp trong đây để em luôn nhà vậy. Mắt em cắn nhau. Mắc lại lên này là em đâu mua được quả tím rồi nãy à? Ừ, sao mua được? Em đã đủ tiền mua chứ rồi. Bóp bóp tự quả vô đây là em bóp cho anh xem làm gì. Em
Sau đó em từ từ đặt cọc rồi em đâu có phá được. Không, mà nó quy nó cũng lên máu. Không, lúc mà nó tay le xuống á thì nó tay le xuống em đánh thường nó được rồi, em mới le được. Đâu có việc gì phải đặt cọc. Để cọc nó chạy em đặt cọc nó. Tính lá đi, đánh thì
cảnh và anh đeo thì tập từ từ thôi.